Em chủ kinh Nguyễn An Hải Phong xin kính chào toàn thể các bác yêu hoa lan trên toàn quốc. Hôm nay thì nhà vườn em có lên chia sẻ một số mặt hoa con giống cho các bác sưu tầm ạ. Địa chỉ của em là thị trấn Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc nhé. Số điện thoại của em là 0365 323 666 ạ. Em tên là Bao ạ. Sau đây em xin giới thiệu chi tiết từng hình ạ. Đây là hình số 1 đây ạ. Đây là một giò kiều vàng đang nở hoa cực kỳ là rực rỡ luôn ạ. Giò này thì là nó có 7 vòi hoa nhé. Đấy, hiện tại là nó đã nở tới 5 vòi rồi. Về các bác có thể ngắm hoa luôn nhé. Đây ạ. Một sắc vàng rất là rực rỡ luôn ạ. Đây ạ, còn hai vòi hoa này đang chuẩn bị bung rồi ạ. Cực kỳ là đẹp luôn nhé. Giò này thì em bán với giá là 300 nghìn nhé. Hình số 1 đây ạ. Tiếp theo đây là hình số 2 đây ạ. Gồm có hai vòi hoa đây ạ. Đang nở đây, rất là đẹp luôn đấy, cực kỳ là rực rỡ đấy, một sắc vàng cam đấy, quá là phê luôn đấy. Hình số 2 này em bán với giá là 250.000 nhá. Đấy, cây còn có một số nụ đây đã, về các bác có thể là vừa chăm sóc vừa chờ đợi ngắm hoa luôn nhá. Đây nụ đang khá to rồi đấy, đấy là đơn hàng số 2 đấy. Tiếp theo đây là hình số 3 đấy, em cũng bán với giá là 200 nghìn nhé. Cũng có một vài hoa và rất nhiều nụ nhé. Đây ạ. Những cái giò này thì em đã thuần được một thời gian ạ, rễ của nó bám rất là khỏe rồi nhé. Đây ạ. Đây, cây đang vòi nụ rất là nhiều đây ạ. Đây là hình số 3 nhé, em bán với giá là 250 nghìn đấy ạ. Tiếp theo đây là hình số 4 đấy ạ, em cũng bán với giá là 250 nghìn đấy ạ. Cây gồm có 4 2 4 6 5 vòi hoa đây nhé. Đây rất là đẹp luôn ạ. Đây, những cái nụ hoa này thì về các bác có thể là ấm hoa luôn nhé. Nụ đang phát triển rất là to rồi đấy ạ. Dễ để đã thuần chậu rồi nhé. Cực kỳ là đẹp ạ. Đấy là hình số 4 nhé, em bán với giá là 250.000. Tiếp theo đây là hình số 5 đây ạ. Cũng có giá là 250.000 nhé. Đây, cây này thì cũng có 4 vòi hoa đây nhé. Đây, đấy, 4 vòi hoa rất là đẹp luôn này. Tổng thể và cây đây. Và còn có một vòi nụ đây nữa nè. 250.000 nhé. Dòng kiều vàng này các bác có thể làm hoa chơi Tết ạ. Đợt tới thì em sẽ làm hoa chơi Tết để cho các bác sưu tầm nhé. Hình số 6 đây ạ. Có giá là 230.000 nhé. Thì nó gồm có 3 vòi hoa đây ạ, đã nở và một nụ đây ạ. Đấy, về các bác có thể chăm sóc và ngắm hoa luôn đấy ạ. Tiếp theo đây là hình số 7 đấy, em bán với giá là 250.000 nhé. Cây gồm có 2 vòi hoa đấy, rất dài ạ. Thân lá cực kỳ là đẹp luôn đấy. Đấy. Tiếp theo đây là hình số 8 này. Hình số 8 thì là đây là một giò hạc vĩ đột biến cánh mai nhá. Cây này là cây lai trong tự nhiên ạ. Cây này là đường lai giữa cây phi điệp tím và cây hạc vĩ đấy. Đấy, mặt hoa của nó cực kỳ là đẹp đấy. Đây, nó đã sổ tại vườn nhà em rất là nhiều lần rồi đấy. Đấy, mặt hoa của nó đấy. Đấy. Đấy, sổ tại vườn nhà em luôn nhé. Đây này, vườn nhà em đây. Đây nhé các bác nhé. Đấy thì là hình số 8 này thì là có giá là 200.000 nhé. Gồm có hai mầm gốc rất là đẹp và một thân hoa đấy. Cây đang bắt đầu nhú nụ rồi đấy. Về các bác có thể vừa chăm sóc cây và vừa ngắm hoa luôn nhé. Tiếp theo đây là hình số 9 đấy. Hình số 9 có giá là 250.000 nhé. Gồm có hai thân hoa đấy. Đấy, về các bác có thể chơi hoa được luôn ạ và chăm sóc mầm gốc ạ. Giò này thì có 4 mầm gốc ạ, rất là đẹp luôn ạ. Hứa hẹn là năm tới nó sẽ thành một tác phẩm rất là đẹp và to luôn ạ. Tiếp theo là hình số 10 đây, em bán với giá là 200.000 đấy. Gồm có 2 mầm gốc ạ, rất là lớn luôn ạ, cực kỳ là phê luôn ạ. Cây thì đang nhú nụ hết rồi nhé các bác nhé. Tiếp theo đây là hình số 11 đấy, có giá là 250.000 đấy. Cây thì cũng có 4 mầm gốc đấy ạ. Gồm có 2 thân hoa đấy nhá, đang nhú nụ hết rồi ạ.
Tiếp theo đây là hình số 12 đây ạ. Có giá là 220.000, gồm có hai mỏng gốc cực kỳ là lớn rồi, nó tầm cỡ trên 10 cm rồi ạ. Và hai thân hoa đấy, cây cũng đang bắt đầu nhú nụ hết rồi ạ. Tiếp theo bên này thì em có dòng 5 cánh trắng Phú Thọ nhé. Đây là hình số 13 đấy ạ. Em bán với giá là 200.000 nhé. Cây gồm có một thân mẹ và hai mầm gốc, rất là đẹp đấy. Hàng lên tự nhiên đây ạ. Về các bác có thể kích kỳ trên cái thân này và có thể là làm hoa luôn được trên thân này rồi nhé. Đấy, em bán với giá là 200.000 ạ. Tiếp theo đây là hình số 14 đấy ạ. Cũng là 5 cánh trắng Phú Thọ nhé. Thì em bán với giá là 200.000 đó. Cũng có một mầm gốc rất là lớn ạ. Đó. Thân mẹ của nó đây nhé. Tiếp theo đây là hình số 15 đây ạ. Cũng là 5 cánh trắng Phú Thọ, em bán với giá là 230.000 nhé. Đấy, cây thì nó lớn hơn cây hình số 14 một chút ạ. Thân mẹ nó đây ạ. Mầm gốc lớn hơn rất nhiều nhé. Đây là thời điểm các bác sưu tầm cây 5 cánh trắng Phú Thọ đây ạ. Giá cực kỳ là hợp lý luôn rồi ạ. Tiếp theo đây là dòng 5 cánh trắng HO nhé. Hình số 16 đây ạ. Một kỳ 5 cánh HO này gồm có một gốc và một thân già nhé. Thân mẹ nó có thể kích kỳ được luôn ạ. Em bán với giá là 200.000 nhé. Tiếp theo đây là hình số 17 đây ạ. Cũng là 5 cánh trắng HO nhé. Cây kỳ chậu này thì nó lớn hơn chậu kia một chút ạ. Gồm có một vùng gốc rất là lớn rồi ạ. Cực kỳ là phê luôn nhé. Và thân mẹ của nó đây ạ. 250.000 nhé. Tiếp theo đây là hình số 18 đây ạ. 5 cánh trắng HO nhé. Cũng có giá là 250.000 ạ. Cây này thì nó bằng size với cây hình số 17 đấy ạ. Đây là toàn bộ số đơn hàng mà em có trong ngày hôm nay nhé. Các bác nào mà sưu tầm thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0365 323 666 nhé. Em tên là Bao ạ. Đây là địa chỉ của nhà em đấy. Thôi em xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.